Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ làm một cái clip là chia sẻ cho các bạn cách nhận biết được thế nào gọi là R134, thế nào gọi là R12. Đấy, thực ra là nhiều khi anh em thợ kể cả làm đôi khi không để ý vấn đề đấy. Đấy, hoặc là những người mà mới vào nghề ấy thì không chưa nhận biết được cái nào đâu là ví dụ về cái về từ kỹ thuật của dòng làm điều hòa ô tô ấy, thì người ta hay dùng từ R12 đấy, hoặc là R134 nhá. Đấy, thì đây hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn để các bạn nhận biết được cho nó dễ hơn, phân biệt dễ hơn, để đôi khi ví dụ như mình làm hoặc mình đi mua đồ ấy để mình phân biệt nó cũng dễ. Thì đây ví dụ là mình bỏ hai cái van tiết lưu ra đây nhá, cái dòng van tiết lưu là của Denso này, Denso là hàng chuẩn nhất rồi đúng không? Đây. Thì như cái van tiết lưu này nhá, đây gọi là van vuông này, con này là van tiết lưu vuông đấy, thì các bạn nhìn thấy không, cái van này, cái lỗ này, lỗ van này nó thẳng tắp. Đây không, nhìn nó không có một tí gân guốc nào nhá, từ trên dưới thẳng tắp cả hai bên, hai mặt. Đấy các bạn nhìn đi. Thì cái này như cái van này và cái mặt bích này thì người ta với những người bán hàng hoặc là thợ chuyên nghiệp, người ta nhìn cái này biết ngay là cái mặt này là mặt R134 nhá. Đấy, hay gọi là chạy rong 134 đấy. Đấy, thì tôi sẽ giải thích cho các bạn xem. Thì đây, cái tiếp theo, cái van tiếp theo đây cũng là van của Denso. Đây, như cái van này nhá, thì các bạn nhìn thấy không? Đó, cái này người ta gọi là R12. Đấy, tại sao cái này gọi là R12 đấy, các bạn nhìn này, nó phân biệt này, cái R12 bao giờ nó cũng nhiều cái G lên. Đấy, để G để nó, cái gioăng nó nhấn vào đây này, khi mình bắt các cái mặt bích vào đây này là nó tạo kín. Đấy, hai mặt đấy nhá, như nhau. R12. R12 bây giờ cũng thế. Thì như mình nói là tại sao lại người ta lại phân biệt như thế, để cho mình phân biệt để cho dễ là cho nó độ kín khít. Ví dụ như cái này nhá, cái này là R134 này. Đấy. Thì đây, đây là cái bích, đúng không? Nhìn bình thường như cái bích này, nếu như mình nhìn mà không chưa biết ấy, thì phân biệt nó thế nào gọi là R12 và R134 thì nó hơi khó. Thì như cái R134 đây thì là nó đa số là R134 là cái này này, cái phần này này là nó thẳng và nó sẽ tạo một rãnh để khi mình đưa cái gioăng vào. Đấy, gioăng vào để nó ăn khít đây nhá. Ví dụ như cái này đây, các bạn nhìn thấy không? Đó, vào nó khít khít luôn. Đấy, nhưng mà ví dụ cái này, cái R134 này, đây nó cũng nằm vào một cái đường hồi nhá, đường hồi nhá, gọi là đường về đấy, đúng không? Đây, cái bích này nó đường về, so với cái thằng 12 thì không bao giờ vừa được. Đây nhá, các bạn nhìn hai cái van này, đúng không, cùng lỗ, một bên lỗ to, một bên lỗ nhỏ này, nhưng mà một cái là R12, một cái R134, đúng chưa? Đây, cái này R12 này, R12 và R134 thì 134 thì không bao giờ vào được R12. Đó, đây. Đấy các bạn nhìn thấy không? Không bao giờ vừa được luôn. Đấy, ví dụ nhưng mà như thằng này 134 này, nó cũng là đường hồi đúng không? 134 vào cái khít luôn. Đó. Cái nào là nó phải ăn khớp vào cái đấy. Đấy nhá, ví dụ như thằng bích 134 này thì là cái răng thì bao giờ nó cũng thế, răng bao giờ nó cũng đây, ví dụ tại sao người ta làm một cái hộp răng đầy đủ như này, răng bao giờ cái răng 134 này nó cũng dày hơn, và cái răng 12 đây nhá, đó đây, ví dụ như thằng này nó là cái đường 5 đúng không, đường hồi có cái răng đường hồi, cái sim nó bao giờ nó cũng dày, sim dày ấy để nó ăn vào cái rãnh này khít đi. Đó. Đây.
Như cái doang này vào đây là khít khít luôn. Đây nhá, như các bạn xem này, 134 vào đây này. Đấy, cái doang nó vào đây nó khít luôn. Nó kín khít đây. Đó, kín khít này thì nó sẽ không không hở. Thì đây, như các bạn nhìn thấy cái bích này, đây nó gọi là bích chuyển nhé. Bích chuyển từ cái bích 12, từ bích 134 sang R12. Đây gọi là bích chuyển sang cogen R12. Thì đây, như cái này, cái tuyo, cái đường đầu co đây gọi đầu co đường hồi nhá. Cái bích chuyển cogen này cũng là đầu co đường hồi này. Đây, từ 34 mà chuyển ra 12. Thì các bạn nhìn như cái này nha, nó ăn khớp vào đây. Này, ăn khớp khít 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 vào luôn. Đó. Đây là 12 này, vừa nó khít khít luôn. Thì mình bắt này nó dễ là vừa nó kín khít này. Đó. Đúng chưa? Nó cũng là như cái mặt bích này. Và đây là R12 và cái thằng 134 này. Bích 134 đây. Thì nó sẽ không vừa. Đó. Không thể vừa được luôn. Và nó chỉ vừa được vài cái đúng bích 134 thôi, là cái bích này nó không có tạo gờ lên, nó thẳng tưng xuống và nó làm to hơn một chút là sẽ khít khít vừa luôn. Đó. Thì đây nó là cái R12 này. Là nó có gờ lên như này. Thì để mình phân biệt được cái R12 thì tôi sẽ lấy một cái đầu R12 đây. Đấy. Đầu co R12 này. Đây các bạn nhìn đầu co R12 ấy thì họ làm nó đơn giản hơn. Đấy, đơn giản hơn là nó không có ấy nhá. Không có gân. Đấy, không có rãnh, nó chỉ có một cái răng ăn khít vào đây thôi. Là nó kín. Đây. Đây. Đây nó là đường hồi đúng không? Đường hồi đây, R12 đây là vào đây ăn khít luôn. Đó. Cái này có một cái răng. Mình sẽ đưa một cái răng mỏng. Riêng R12 này thì chỉ cần nắp răng mỏng thôi. Răng mỏng vào là khít luôn. Răng này vẫn là răng dày. Sẽ lấy một cái răng mỏng. Đây, răng mỏng vào khít luôn. Đây là răng mỏng này. Đấy, cái răng nó làm cái răng nó chỉ ăn vào cái khớp đây này. Là khi mình ép vào là nó tự kín. Khi mình con mình bắt cái mặt bích này vào cái con ốc có cái gông ở đây. Ép vào là tự kín. Đó. Rất đơn giản. Đây nhá. Ví dụ như cái mặt bích này. Đây phân biệt này, cái này cũng là R134 này. Nhưng cái này là R12 này. 12 bao giờ nó cũng thẳng. R134 bao giờ nó cũng có gờ lên như này. Hai thằng mà tuy là một đường hồi. Đường hồi thì là kích cỡ giống nhau, nhưng mà người ta thiết kế cái mặt bích này là nó khác nhau. Đấy, mặt bích 134 bao giờ nó cũng to hơn. Và cái bích này nó thẳng, nó không có cái như kiểu mình ấn vào ấy, ấn vào cái này là nó không có tạo gờ này, không có gì này, này. Nó không có khớp nên nó kín bằng cái mặt răng này. Còn đâu cái 12 thì người ta làm như này, không tạo gân như này, thì là răng vào đây cái này nó kín bằng răng mặt trên như thế này. Thì mình vừa giới thiệu xong và chia sẻ cho anh em cách phân biệt hoặc là nhận biết được thế nào gọi là R12, thế nào gọi là R134, tức là nếu mà từ kỹ thuật người ta dùng đấy. Thường ra thì những cái xe đời mới bây giờ thì đa số người ta dùng ga 134A, nhưng mà cái dùng từ R134 là nó liên quan đến cái phần mặt bích này.
Bây giờ những cái thời đến bây giờ thời buổi bây giờ là người ta vẫn dùng R12. Dù R12 là dùng để cho tất cả những cái loại co lắp ráp lối là đều đa số là dùng R12. Thì nó vừa thuận tiện và nó thông dụng. Và nó sẵn, đồ nó sẵn. R134 thì nó ít hơn. Đấy, nó không thông dụng bằng R12. Đó. Thì mình vừa chia sẻ cho anh em và các bạn phân biệt cách nhận biết R12 và 134. Đấy. Nếu mà anh em yêu thích sửa chữa. Đấy, hoặc là các bạn mà thấy mà tôi chia sẻ cái này mà nó đúng ấy, thì các bạn có thể là cho xin một like. Cảm ơn anh em đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo nhé.